Hoa bà con ơi, ba lô thứ sắt đồng giá 100.000, túi đeo kéo, túi từ à, vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã nghe bài phát biểu của Emily. Xin mến cảm tất cả mọi người mời các khối đồng mang tên từng chia nhau. Rồi, chào cả nhà đã quay lại với kênh ND miền Tây nha. Thì hôm nay là có dịp hội chợ đang diễn ra ở quận 7 khu chế xuất Tân Thuận nha cả nhà. Ở đây là phía trước khu chế xuất Tân Thuận quận 7 nha. Thỉnh thoảng thì một tháng, hai tháng gì đó thì sẽ có hội chợ triển lãm diễn ra nha các bạn. Mua sắm quần áo các loại ở đây nha. Thì lại mình đang có mặt ở trước hội chợ. Không đâu mà rẻ bằng đây. Thì lát nữa mình sẽ tiến sâu vào trong coi hội chợ nó sẽ buôn bán những gì nha các bạn. Hội chợ thì đang diễn ra ở trước khu chế xuất Tân Thuận quận 7, nằm ở ngay góc đường chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ giữa Quỳnh Tấn Phát và Nguyễn Văn Linh nha. Coi vô chưa? Lên TV không? Rồi, chào cả nhà, thì hôm nay có mặt ở hội chợ triển lãm ở quận 7 nha, trước khu chế xuất Tân Thuận. Thì hôm nay có mấy bạn Green Z tham gia với mình trong video này nha. Áo 73, áo 203, áo 200 luôn. Mua cây tặng bộ hay gì? Okay. Dữ trời. Rất là nhiều bà con đang mua sắm lựa các mặt hàng ở đây nha. Áo thùng bay 7 là báo 200, báo 200 luôn. Sắp 80k. Tây Nam 150. Áo thùng bay 7 là báo 200 luôn. Mẫu mã dài dép nha, đeo 150, coi luôn. Thì cả nhà xem video mình thấy có gần ở đây hoặc là có ở khu vực quận 7 thì có thể đến đây để mua sắm và lựa chọn các mặt hàng nha. Áo này ba anh mặc được. Ha ha ha.
không mở đèn lên. Lựa cho anh Thơ, ủa lựa cho anh Đăng hả? Thầy ơi mà không dễ thương vậy, đang chạy muốn nhiều lượt view thì phải lầy. Thử luôn nha. Rồi, không thử nào. Ông tâm nào mấy em để thấy nè. Ủa, sao mua đó hả? Hả? Anh Dương hỏi rồi. Sao mua của bạn hả? Của bạn rồi anh. Nhiêu tiền? 90. Chụp mua con cáp luôn hả? Dạ. 60. Con cáp không? Dạ. Đầu USB hay đầu kia? Dạ USB. Thử nó được nhiều lượt view. Thử luôn Tăng. Thôi nằm chồng lên thấy ơi. Mấy cây dữ không mua hãy kẹp thanh niên mua kẹp tóc tặng người yêu.
quá gồ vô luôn á, mai mặc nghiên cứu được luôn á, nơ được hỏi áo cho biết, biết vừa tay không hả? 40 gì rồi bao gì đây đây là khu phố. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đã bắt đầu cho màn diễn ra từ ngày 6 tháng 8 tới ngày 14 tháng 8 năm 2022. Một chương trình quy tụ rất nhiều các chuyên nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị trong khối Âu phục vụ với rất nhiều các mặt hàng thiết yếu tại dạng khu phố nhằm đến cho cầu thủ quý vị tại khu di tích Tam Phượng. Và sau khi tham quan khu, các quý vị đã lựa chọn được nhiều sản phẩm chú ý. Xin trân trọng kính mời cầu thủ quý vị chúng ta cùng dành chút thời gian để cùng tìm về phía trước sân khấu để cùng thưởng thức với chương trình ca nhạc phục vụ hội chợ hàng đêm. Quý vị cùng gặp gỡ nhau với các ca sĩ, nghệ sĩ ảo thuật, giáo hài, dân tích, cùng có mặt với các thương tàu ca nhạc, các hội thờ chỉ thị, các hội thờ sân khấu sẽ được tiếp tục với diễn hàng đêm phục vụ đến xem cầu thủ quý vị. Một lần nữa xin trân trọng kính mời cầu thủ quý vị lên đỉnh bên ngoài. Chúng ta hãy cùng khẩn trương tiến hành để chờ hội chợ để cùng lựa chọn tham quan mua sắm với rất nhiều những sản phẩm đa dạng phong phú đang phục vụ tại hội chợ của chúng tôi. Hiện tinh thần văn nghệ của mình hãy cùng chọn nước uống cũng như là để ngồi đối diện bên cạnh sân khấu của chúng tôi sẽ có quầy ẩm thực phục vụ các món ăn nhanh cũng như là nước uống dành đến cho toàn thể quý vị. Chúng ta hãy cùng chọn cho mình những ly nước giải khát cũng như ẩm thực và cùng nhất thế tiến sát về sân khấu. Phía trước sân khấu thì mặt bàn hơi hạn chế nhỏ hẹp cho nên rất mong tất cả quý vị đến trước. Tất cả các anh chị vui lòng của người hãy nhất thế của mình dồn lên sát phía trước sân khấu để cùng nhường chỗ cho tất cả quý vị khán giả đi sau đến trễ đều có những vị trí tốt nhất cùng đồng hành đón xem hết chương trình của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hợp tác với chương trình. Quý vị đến trước vui lòng chúng ta hãy nhất ghế để dùng sát lên phía trên và nhường những khoảng trống lại để cho tất cả quý vị khán giả đi sau đến trễ đều có những vị trí tốt nhất để cùng đồng hành thông qua chương trình ca nhạc trong quý vị có đến đây. Chương trình của chúng tôi được luân phiên thay đổi hàng đêm. Chương trình ca nhạc cùng hỗ trợ với các nghệ sĩ, ca sĩ, giọng hài, giọng tiết, ảo thuật, múa lửa đồng với mặt với các ẩu thuật vô lý chặt chẽ bên cạnh của mình. Đây là nhà, đúng rồi. Nhưng động chạy nhảy là cha mẹ cũng sẽ rất là nguy hiểm. Xin cơ sở thông báo và kính mời. Gì? Em ra đây lâu lắm rồi mới đi. Bên này có hoài hả? Ồ mấy ông phát này không đẹp. Dạ. Ồ phát đẹp quá mấy bạn ơi. Năm muốn trái tấn. Đây đây nhiêu cái này, nhiêu cái này. Giá nè. 30k một áo. 250 hai áo. Bên kia chắc giá khác chứ không có giá đó. Nhìn giá khác từ lúc còn nói rồi từ giờ trước thì chị Thư cho lên TV luôn nha. Kia. Ba cái nồi dầu xanh chứ gì? Ba cái nồi dầu xanh.
Vớ kìa, có nào mua vớ không? Vớ 10.000 một đôi nha các bạn. Vớ là nhiều mẫu mã luôn. Cái này mình mua sử dụng được nè. Nhiều mẫu đủ màu đủ kiểu, tất cả đồng giả năm nào cũng cỡ. Đây 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 đây. Cắt tạc luôn. Gia dụng nha, 2.000 một sản phẩm đồng giá nha. Đây là đồng giá 2.000 luôn. Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình ca nhạc phục vụ hội chợ của chúng tôi đã đến giờ biểu diễn. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hoặc khách còn đứng bên ngoài. Chúng ta hãy cùng khẩn trương tham quan mua sắm và cùng tập trung tiền về khu vực với chiếc sân khấu để cùng thưởng thức với chương trình ca nhạc phục vụ hội chợ trong thời điểm tối hôm nay. Quý vị có nhu cầu thưởng thức ẩm thực và nước uống thì bên cạnh sân khấu của chúng tôi sẽ có các nhân viên đang liên tục với rất nhiều các hương vị ẩm thực chế biến thơm ngon bổ dưỡng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cùng với tất cả những loại nước uống khác. Chúng ta hãy chọn nước uống cũng như là ẩm thực và nhất ghế của mình dù lên sát sân khấu để cùng hòa theo không khí âm nhạc sống động vui tươi đặc sắc trong chương trình tối hôm nay. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng tiến về phía trước sân khấu để cùng ổn định vị trí. Chương trình của chúng tôi đã đến giờ biểu diễn. Xin mời tất cả quý vị cùng ổn định chỗ ngồi. Xin mời bộ phận kỹ thuật âm thanh đánh sáng kiểm tra quý vị. Nhạc MC là Nhật Tiến. Với chương trình ca nhạc chúng tôi xin phép được bắt đầu. Những chương trình ưu đãi thương mại từ các kênh của chúng tôi nha quý vị. Và kính thưa quý vị,
À, ngày hôm nay cũng có thể nói là một ngày rất là quan trọng của quý vị Phật tử đang theo đạo Phật. Thì cho phép MC La Nhật Tiến cũng xin dành đến một lời chúc cho tất cả quý vị cho mùa đại lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2022. Chúc cho quý vị sẽ có một năm cùng với gia đình thật là nhiều sức khỏe, thật là an khang, thật là thịnh vượng. Chúc cho các bà mẹ ngày hôm nay sẽ có một ngày thật nhiều ý nghĩa, hạnh phúc, xung vầy của những người thân yêu. Ca khúc đầu tiên chúng tôi xin mến tặng tất cả quý vị một ca khúc được mang tên Bên Trên Từng Lòng. Mua sắm rất là nhiều các bạn trẻ. Tạm biệt các bạn nha. Bye. Hẹn gặp cả nhà trong video tiếp theo của mình nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tạm biệt.